Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những cái hòn đảo quen thuộc và đồng hành cùng với mình, đó là những cái cánh cổng quen thuộc. Chào mọi người đây, cánh cổng ơi. Không cánh cổng nào chào. Không thế bị thôi. Lừa đâu. À đây đồng hành của mình nó lại tiếp tục, đó là hai thanh niên đầu đỏ và đầu xanh. Chào mọi người đi, hai chào thanh niên. Chào mọi người nhá, mình là Bixel Gamer đây. Thanh niên này chào đây. Hello mọi người. Rồi xong rồi tán tán lộn cổ. Ấy. À nút chọn đảo kim cương nhá. Là biết nhá. À. Ờ thanh niên anh chanh mất là biết rồi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta đến với Lucky Block Internet. Đấy chúng ta sẽ bảo vệ giường bằng cái Lucky Block này. Và lần đầu tiên là mình thấy hai anh niên rảnh rỗi nên nỗi mà đi tranh nhau cái hòn đảo đen đủi đấy. Mình thì mình không tranh các bạn. Sợ lắm các bạn ơi. Tranh là toàn đấy. À, đấy. Đập ra toàn hoa, mấy hòe gì, nấm rồi. Đây có cái giếng này. Ui. Gì đấy? Đấy, đen tới nơi đấy. Bảo mà, Lucky Block này là kiểu Internet các bạn nhé. Internet. Đó, nghe à, rồi không thấy. Đen đâu, có. Obsidian bảo vệ giường. Obsidian bảo vệ giường thì làm cái gì? Cái điều quan trọng là làm cái gì? Ui. Lúc có thanh kiếm Ultimate Legendary Internet với sức tấn công nói chung là không đếm được. Ui, xin đơn sư ạ. Infinity à? Không phải Infinity, nói chung là Infinity thì không nói rồi, cái này là không đếm được. Nhiều quá rồi. Nhiều quá mà. Không thể nào mà đếm được các bạn ạ. Số nó dài hàng cây số. Dài hàng cây số ấy. Không phải tỷ đâu. Đâu, bây giờ có cách nha, mang núp mang đây để Zeno đếm nhá. Zeno ngồi đếm nhá. Ok. Tí nữa Zeno qua đây để núp. Tí nữa núp mang sang cho Zeno đếm. Vứt ra nhá. Núp sẽ mang sang tặng Zeno. Đấy, cho Zeno đếm. Rồi, thế nên nó đập vào cái gì đen thù lùi rồi. Tối đen thù lùi rồi. Rồi, đây rồi. Ngu quá. Ồ, được cái quần Internet. Ui, một cái quần thôi. Nhưng mà cái này, đồ này nó không thể, nó có thể phá vỡ bạn. Tôi phá lửa đi xem được cái gì đây. Ui, vừa nói cái quần xong. Ui, đây. Rồi, mình đã biết rồi. Cái quần này là quần Legendary. Ui, đồ Legendary là Interpet luôn. Ui, xịn thật sự các bạn ơi. Đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy. Chất chơi người rơi luôn đấy. Ui, nhưng mà không có ấy này. Không có fly này. Kiếm fly hơi khó nha. Rồi, được rồi. Có thanh niên nào có fly chưa? Chưa. Kỳ vài laser chắc đồ anh chả có. Thoát quái này. Ui, được Google Hammer này. Ui, Ultimate Google Hammer ghê dã man luôn. Rồi, hàng đống hiệu ứng chỉ số luôn. Ui rồi, ui được, tôi được cái Obsidian để bảo vệ xương này, nhưng mà bảo vệ để làm cái gì? Ui, thế như nào lại trời tối rồi. Rồi, Ultimate là được cái đôi giày Ultimate là bảo vệ làm cái gì? Rồi đây mình sẽ à lên ô khổ quá. Khổ à? Ô, khổ à? Ông tiên tới đây. Lúc là ông tiên soi sáng. Ông tiên soi sáng cuộc sống của Zeno đây. Giờ mới được một cái quần Ultimate. Giờ mới được một cái quần. À. 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 Nào. À. À, rồi đấy ông ta cho một mạng à, chưa à, kịp đâu. À mấy chúng tôi này, thôi khử rồi. Khử sớm đây các bạn này. Tránh trường hợp mấy thanh niên có đồ VIP. Rồi, thanh niên kia cũng có Ultimate rồi ạ. Ui. Thế giờ khó rồi các bạn ơi. Không biết là có tiêu diệt được ai không đây. Đồ Ultimate này thì không thể phá vỡ được rồi. Còn để đánh lộn thì không biết như thế nào. Thanh niên vành có kia. Ai già với búa à. Rồi, nó từ từ đã. Đang hồi máu. Rồi. À, nó còn 6 viên nữa mà. Trời ơi, sợ cái gì. Sợ cái gì hả Vanh? Ngọc Ender Interpet. Đánh nhau đây. Thanh niên này sẽ bảo vệ cái gì? Đập cho mấy cái Lucky Block nó vỡ luôn cái giường bây giờ. À. Thanh niên Zeno xem tắt ao các bạn. Zeno xem tắt ao. Khổ quá mà. Ai? À, đúng rồi. Thế là ông đập lưng ông đi. Thế là rồi. Ai? No. Yeah. Yeah khỉ. À, có. Yeah khỉ có cái. Ui, chạy. Ta mình phá giường. Mà thực ra thì để tiêu diệt xem thanh niên kia có đi bụi không đã thì mới phá giường chứ. Nếu không đi bụi thì phá giường làm cái gì? Không có giải quyết vấn đề gì đâu các bạn ha. Lại đây. Làm sao? Ui. Ui.
có cách tiêu diệt rồi. Đấy ông đập lưng ông. Đấy. Ui, tính ra có cách tiêu diệt được các bạn ơi. Tính ra là chúng ta sẽ đẩy lùi đối thủ xuống và ui, có thể tiêu diệt được. Hợp lý nha. Từ thôi, từ thôi. Bội vàng thì các bạn này chết rồi sao cứ ở đây đập đồ. Đây là vui rồi đấy nữa, vui nhà vui cửa. Ôi đây rồi. Thế nên lại được cái gì vào đây rồi? Được cái kiếm giống của núp ấy. Ờ, được cái kiếm á, cái kiếm đấy chả giải quyết vấn đề gì đâu. Sức tấn công nhiều nhưng mà đánh không chết. Người chết biết nói à? Người chết biết nói à? Báo mộng. Được cái kiếm giống núp không giải quyết vấn đề đâu, bởi vì là đồ đánh không chết. Ui. Nên anh chết rồi. Mất giường chưa? Chưa. Vẫn chưa. Giường anh chưa. Chưa mất đâu. Giường anh vẫn còn. Anh yên tâm. Ok. Bây giờ thì mất rồi. Ôi thực ra là mất từ trước rồi. À đâu. Ở đây còn không còn nữa rồi này. Thế là giường của thanh niên mất từ lúc nào ấy chứ? Thế giờ mới biết. Rồi biết thì không sao, không biết là không có tội nữa. Chấp nhận, có gì đâu mà. Không biết là không có tội vành nhá. Thoải mái mà. Lúc dễ tính không. Rồi đi sang nhà thanh niên vành rồi. Mình cứ ngồi đây mình ném. Ui tính ra mình còn một viên ngọc Ender duy nhất và sang để kết liễu thanh niên này. Đi thôi. Speed này. Chúng ta cứ từ từ. Ấy, tí có cây kiếm 1 tỷ thôi, legendary ấy. Tỷ làm cái gì? Có chết đâu, có giết chết ở đâu. Có giết chết ở đâu. Quan trọng là Vanh có tiêu diệt được. Có tiêu diệt. Ấy ạ. Wow. Rồi. Tinh nhiên rồi. Đi trên kia ngon xuống đây. Ôi. Đây. Ngon đây. Chết luôn không đổi đồ rồi. Này đi xuống này. Vứt ngọc Ender. Lên đi, đúng rồi, vứt lên, cố lên Vành ơi. Vành cứ cố lên đây. Vành đâu rồi? Không thấy Vành. Không chết. Sớm muộn thì cũng phải chết thôi. Không chết với chúng tôi này. Đấy, chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai các bạn ơi. Đấy, cho dù là cái mình đã biết rằng là cái Lucky Block này nó có khả năng đó là bất tử, nhưng mà không có Fly thì nói chung là cũng bất tử thành như không rồi các bạn ạ. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với game đấu thứ hai nhé. Game đấu thứ hai. Bây giờ thì mọi người là lựa chọn em bạn. Tranh nhau là Pit. Tranh nhau là Pit. Thực ra thì mình cũng không dám tự tin chọn là Pit đâu, mình chỉ đi một vòng thôi. Xem mấy tên niên chọn đảo nào để mình né ra thôi, chứ còn là Pit thì mình không tự tin đâu ạ. Chinh phục là Pit. Đúng quá nhỉ. Người qua ta. Ui. Cái gì đây? Bộ đồ gỗ. Được cái gì mà nghe vẻ dữ tợn vậy? Amazing. Good job. Good job. Bây giờ chúng ta sẽ. Ui giời. Thế nên kia ai cho dám nhảy theo núp hả? Không thấy ai cho nhảy. Đảo cũng thật các bạn. Tôi được cái gì đấy? Được cái linh tá linh tinh vậy? À, đây, mày qua có đường ra rồi. Đấy rồi, amazing. Good job đây rồi. Thế nên được cái gì? Thế nên được cái gì ui ở đây? Cái điều quan trọng là ấy, cái Lucky Block này hình như là không có Fly. Và nó chả giải quyết vấn đề gì. Có, nguyên bộ đồ là có Fly. Nguyên bộ đồ có Fly cả. Người phải tính, đã tính trước rồi. Lúc nhớ rằng là cái Lucky Block này hình như là không có Fly đâu. Mà thanh niên vẫn ném cái gì mà nó nổ ghê vậy? Ném cái một internet bomb. Trời ơi, thôi, xong không ném nữa nha. Thì ném xong đơ luôn các bạn ơi, ghê thật. Mình tưởng bảo thanh niên này xì bom. Ném một hồi xong đứng hình luôn. Có Fly đây rồi. Thì nó cũng có đồ gì đây? Ui giời. Legendary. Núp đập ra cái quả giếng ném xong mà nó nổ pháo hoa. Ui giời ơi. Nó lag đúng không? No, đứng hình luôn các bạn ơi. Tôi chịu rồi. Cái quả giếng tả luôn cho tôi chán luôn các bạn. Ui Ngọc Ender rồi. Ừ lại có Ngọc Ender rồi. Đâu? Đồ Google của tôi. Trận này mất đồ nhá, quên mất không bảo mọi người. Mất đồ á? Cẩn thận nhá. Đồ Google. Cẩn thận nhá. Trời ơi. Ê, mọi người nhớ cẩn thận nhá. Chết mất đồ đấy. Trời đất ơi. Nói xong đã đi rồi. Ra đi à? Ra đi tìm đường cứu nước hy sinh rồi. Zeno hy sinh rồi. Thôi Zeno rút kinh nghiệm không đi Lapis nữa đâu. Lapis đen lắm. Trời ơi.
là biết là một cái thứ gì đó mà chúng ta thả luôn, mình không dám qua được đấy các bạn, sợ luôn. Trừ khi Lucky Block nào quá là VIP đi, quá là VIP đi mình mới đủ dũng cảm qua đấy, chứ không, no, không bao giờ, no never, no never. Cất tiếp vào đây, tạm thời tôi cất những cái món đồ xịn mà tôi cảm thấy nó cần thiết cho cái cuộc sống của tôi sẽ cất vào đây các bạn. Còn bây giờ thì bảo vệ giường nào? Thực ra thì mình chỉ bảo vệ này thôi, để cho nó cái kiểu như là cái thời gian mà mấy thanh niên qua đây có ý định phá này để cho nó mất thời gian thôi. Còn thực ra thì một khi đã thích phá thì easy game. Tôi đập, tôi lại bị nhốt đây các bạn. Ủa, lại được thêm kim cương à? Cái này mình cần block. Ui. Rồi, thì... may quá không bị bay ra khỏi thế giới. Sao bay đi vậy anh, bay đi. Không sao đâu. Bay nó thích được fly con gì nữa. Lại được thêm cái búa này. Được hai cái búa ở đây. Bắt đầu. Rồi, chúng ta được mấy cái đồ tào lao bí thảo. Đúng len. Len để làm giường ngủ à? Ui, cái gì đây? Internet bomb. Thôi. Cái internet bomb thì chắc là mình đứng ở nhà ném sang đảo thiên nhiên nào thiên nhiên đi sàn nghiệp luôn đấy. Vừa tôi bạn lại lại cái tên lửa, lại cái phá hoại. Sợ lắm. Chúng mình mất 5 giây. Nhớ lên làm ấy không ta? Mắc may mắn không ta? Rồi, mình đang mắc may mắn đây mà chả được cái quần què gì. Đấy là gọi là đen thôi nhá, do nhân phẩm. Xem lúc này, mắc may mắn cho mọi người xem nhá. 5 cái Lucky Block này nó sẽ gọi là thể hiện trình độ. Rồi, một cái cần câu. Đồ VIP, đồ VIP, chắc chắn là đồ VIP rồi, theo kiểu sấm sét này. Là đồ VIP rồi các bạn. Trời ơi, không có gì để nói rồi bạn. Chúng ta không còn gì để nói rồi. Là đồ VIP là cái chắc. Không đồ VIP không lấy tiền. Đấy, được đôi giày VIP ngay, bất tử luôn. Cần có đôi giày đó là chúng ta đẳng cấp đỉnh cao. Rồi, được thanh kiếm gọi là tí tỉ sức tấn công đây rồi. Đôi giày đây rồi à? Đôi giày Idabet. Ý, lại được thêm cái búa gì đấy. Ủa, Instagram. Trời ơi. Kim cương. Có ngọc Ender ở đấy, mình có nên đi chiến đấu không ta? Chiến đấu không ta? Cỏ Reaper này. Chắc là đập xong 12 cái này. 12 cái Lucky Block này thì mình sẽ bắt đầu đi xâm lược. Xâm lược thì cũng dễ đó mà. Sống còn nữa các bạn ạ. Mình thử đánh con này xem nhá. Bởi vì cái con Magma Golem này thì bình thường là tỷ lệ nó không chết được các bạn. Nó bất tử luôn. Bất tử. Rồi, cho bò đánh nhau rồi. Cho bò đánh nhau anh em ơi. Sợ quá. Ui no. Một thanh niên đã gọi là đầu. Đầu. Giường vẫn còn giường. Mất giường rồi. Cay đã mà. Rồi, thanh niên mất giường rồi. Ui. Thanh niên Zeno đã đi à, thanh niên Vanh đã đi săn rồi à? Thanh niên Vanh đi. Ném ngọc Ender qua thẳng mặt luôn. Nhờ, thanh niên Vanh đảo nào ấy? Vanh đảo Zeno. Không, thanh niên Vanh đảo vàng hay là đảo kim cương hay là đảo emerald ấy nhỉ? Đảo kim cương. Đây đảo emerald của thanh niên Vanh này. Sám bao khai báo láo. Đảo emerald của thanh niên Vanh nhá. Khai báo láo. Tầm bậy tầm bạ. Ui TNT kìa. Né. Không cần biết. Đấy, tôi phá giường của thanh niên Vanh rồi. À, Vanh solo không? Đúng rồi. Solo luôn. Qua đây. Solo luôn. Đây, khô máu luôn. Này sợ cái gì? Rồi, còn một ngọc Ender ra giữa khô máu. À, tôi đây, khô máu luôn. Từ đã kiếm cái cúp đã để đập giường nhà núp á. Kiếm cái cúp, đập giường nhà núp. À, đây, khô máu luôn. Núp đang ở đảo giữa nha. Ờ, thanh niên Vanh đâu à? À, kìa. Qua đây. Nhanh đi. Ta chờ ngươi ở đây. Đang không có ngọc Ender. Vừa mồm bảo khoe vừa có một ngọc Ender sao? Có đúng cái ngọc Ender. Rồi. Có đúng ngọc Ender còn gì nữa? Thanh niên có thì qua đây đi. Không có đâu.
Núp hết ngọc Ender rồi. Ui thiên nhiên đập ra cái gì kìa. Đợi Vành. Ôi Vành bị mù quáng này, Vành đi kiểu gì? Quáng cái gì đấy, trời đất ơi. Không, để núp sáng. Qua đây đi, bị mù quáng rồi. À, thế nên Zeno cho trời sáng này, đánh cho nó tươi luôn này. Ok. Ôi, sao bị mù quáng bây giờ, làm gì cho hết rồi? Tự sát. Hãy tự sát. Vành đang ở đâu rồi? Ơi. Rồi, xong rồi các bạn, game kết thúc rồi nhá. Game kết thúc rồi. Thế nên mù quáng mình cho xuống gọi là tận đáy cùng của Minecraft ngủ luôn rồi. Dám gọi là... Cái gì gọi là gì, người ta phải nhân cơ hội. Ủa ý trời nhá, mình vừa sang một cái thanh niên bị mù quáng luôn. Thế là mình nhân cơ hội đánh đó. Đánh lén người mù. Cái này làm gì phải đánh lén, cái này là ý trời các bạn ơi. Không thể nào mà trách được, cái này là số trời thầy bói đã nói rồi nhá. Cho Vành đã bị mù quáng là ý trời rồi. Ủa, ui thế mà cái bẫy này mà thanh niên Vành vừa lấy không... Ừ, Vành vẫn chưa chết này. Không, cái nó vừa đập ra mà. À. Rồi, Vành chết rồi. À, ok. Đấy thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến là kết thúc thôi các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay cho dù là đồ VIP đến mấy thì vẫn cứ gọi là đi bụi thôi. May rằng là không có cái quá trình bất tử, nói chung là có cái ai bất tử ở đây các bạn ạ. Đấy, vẫn là tiêu diệt hết nhá. Thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Zeno Vành, ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và đừng quên comment kết bạn phía dưới. Và xin chào gặp lại, bye bye. Bye bye, bye, bye.